trên sinh ra không ít những chuyện hội chị em tìm ra bằng chứng gamer thủ trai chồng đáng phén bên ngoài chỉ nhờ những chi tiết không ngờ. Đương nhiên, sau mỗi lần như thế, cánh mày râu lại có chút thót tim và khẳng định hội con gái có khả năng thám tử đỉnh cao. Mới đây, lại thêm một câu chuyện góp phần củng cố khả năng của các chị em trong việc truy tìm dấu vết gamer thủ trai, chồng ngoại tình. Chuyện là, cô gái này yêu cầu người yêu chụp ảnh trong chuyến đi công tác cho xem. Chẳng rõ rệt đang đứng sân bay, sảnh khách sạn hay phương trời nào, nhưng anh chàng này cũng ngoan ngoãn chụp lại chiếc vali cho gamer thủ gái xem vòng chứng minh mình trong sạch. Ấy vậy mà nhận về bức ảnh, cô gái lập tức thực hiện thao tác zoom lên hết cỡ. Và có lẽ trong lúc chụp chàng trai cũng không thể ngờ rằng hình ảnh mình bị phản chiếu lên. Một chấm tròn ở vali. Đúng là chỉ một chấm nhỏ vô cùng nhỏ mà thôi, nhưng cô gamer thủ gái đã kịp thời nhận ra bóng của hai người in lên đó. Theo dáng đứng có vẻ như đây còn là một trai, một gái. Quả này anh người yêu hết đường chối cãi. Nhận được hình ảnh gamer thủ trai gửi, cô gái lập tức zoom lên để kiểm tra. Và cô đã phát hiện hình bóng hai người phản chiếu lên một chiếc ốp của chiếc vali. Ngay sau khi câu chuyện này được đăng tải, ai nấy không khỏi sửng sốt. Một số thì cho rằng máy tính bảng của cô gái này quá xịn sò, phần đông thì cho rằng khả năng thám tử thật cao siêu. Vậy hết dám yêu mến chi luôn, con gái ghê thật. Theo tôi thì đây có vẻ là content marketing máy tính bảng siêu camera. Trước tiên, để làm điều đó ta cần một chiếc máy tính bảng có độ phân giải cao hơn sừng của chúng ta. Cách kiểm tra của cô nàng này làm tôi kinh hoảng quá. Có chút tình yêu biến hội con gái nâng tầm khả năng điều tra. 1. Cô gamer thủ gái này có khả năng như một thám tử, luôn nghi ngờ, kiểm tra trong mọi tình huống. 2. Là máy tính bảng có camera quá xịn sò. Không biết tình tiết của sự việc về sau như thế nào nên dân mạng vẫn đang xôn xao dự đoán. Tuy nhiên, câu chuyện trên lại một lần nữa chứng minh khả năng thám tử của hội chị em vô cùng đỉnh cao. Và cánh mày râu nhớ đừng làm gì có lỗi nhé, một khi phụ nữ đã dùng đến giác quan thứ 6 hay khả năng thám tử của mình thì các anh chết chắc rồi.